Phần trước, tảo lục Laurafita qua lăng kính hiển vi giúp chúng ta hiểu hơn về lợi ích của ngành tảo lục trong nuôi trồng thủy sản. Hôm nay, mời các bạn cùng Bình Minh và trường thủy sản trường Đại học Cần Thơ theo dõi tảo Laurella. Theo bản giao dịch năm 1890, đây là giống tảo không chỉ có giá trị trong nuôi trồng thủy sản mà còn được ứng dụng làm thực phẩm chức năng mang đến những lợi ích sức khỏe cho con người. Tảo Laurella thuộc họ Laurellaceae, bộ Laurellalis và ngành Laurafita. Hiện có khoảng 16 loài thuộc giống Laurella được xác định. Tảo Laurella phân bố rộng ở cả môi trường nước ngọt, lợ và mặn là đối tượng chính được nuôi trồng để thu sinh khối. Tảo Laurella có dạng hình cầu hay hình elip, đường kính không quá 15 mm, không có roi, sắc thể dạng chén. Mỗi tế bào có cấu trúc gồm nhân thật, màng nhân, hạt tinh bột, lục lạp và ti thể với vách tế bào chủ yếu là cellulose. Laurella có màu xanh lá cây nhờ sắc tố quang hợp chlorophyll A và B trong lục lạp. Laurella chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố ánh sáng, chất lượng quang phổ và chu kỳ quang có ảnh hưởng quyết định đến sinh trưởng của tảo. Laurella đạt được hiệu quả sinh tổng hợp cao nhất khi chiếu ánh sáng liên tục và ít bị chi phối bởi chu kỳ sáng tối. Mật độ tế bào tảo Laurella đạt cao nhất khi cường độ ánh sáng là 3960 lux. Độ mặn, tảo Laurella vulgaris có thể phát triển ở độ mặn từ 0 đến 50 phần ngàn. Độ mặn tối ưu cho Laurella phát triển trong khoảng từ 25 đến 30 phần ngàn. Độ mặn giảm sẽ hạn chế quá trình quang hợp, hô hấp và giảm tốc độ sinh trưởng của tế bào Laurella. Nhiệt độ, Laurella phát triển tốt nhất ở nhiệt độ từ 25 đến 28 độ C. Ở nhiệt độ cao hoặc thấp hơn, chúng phát triển chậm lại. Nếu nhiệt độ lớn hơn 50 độ C hoặc thấp hơn 5 độ C thì ngừng sinh trưởng hoàn toàn. Các tế bào bị phá hủy và không thể sống lại khi chuyển vào môi trường thuận lợi. pH, Laurella có thể phát triển ở pH từ 4 đến 10. pH tối ưu cho tảo Laurella vulgaris đạt sinh khối cao nhất là 6,5 và sinh khối tảo đạt thấp nhất khi pH bằng 9. pH quá cao hoặc quá thấp làm giảm độ thẩm thấu của màng tế bào, rối loạn quá trình trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường. Ở pH từ 8,5 đến 9,5, tảo vẫn có khả năng phát triển nhưng rất chậm. pH từ 10 đến 12 ức chế sự phát triển của tảo. Laurella sinh sản theo hình thức sinh sản vô tính và tốc độ sinh sản nhanh. Laurella sẽ lớn dần lên một kích thước nhất định rồi tiến hành quá trình phân bào. Chất nguyên sinh sẽ thu nhỏ lại ít nhiều trong lòng vỏ tế bào, rồi sau đó sẽ tiến hành chia đôi từ 1 đến 3 lần liên tiếp, hình thành nên từ 2 đến 8 khối bào chất riêng lẻ có cả nhân và lục lạp. Mỗi tế bào chất mới sẽ hình thành lớp vỏ mới, khi đó lớp vỏ cũ sẽ vỡ ra và phóng thích các tế bào con. Laurella có thành phần dinh dưỡng cao khoảng 58,4% và có chứa hầu hết các axit amin thiết yếu như glycine, methionine, tryptophan, arginine, histidine. Lipid của tảo thay đổi từ 10 đến 20% với đa số các axit béo không no. Laurella có chứa hầu hết các vitamin như A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, đặc biệt rất giàu vitamin C. Khi sấy khô, tảo Laurella có khoảng 10% chất khoáng và vitamin, 45% protein, 20% carbohydrate, 20% chất béo và 5% chất xơ. Trong nuôi trồng thủy sản, Laurella thường được sử dụng như nguồn thức ăn thích hợp cho lung trùng, môi na, ấu trùng cá. Ngoài ra, Laurella còn được sử dụng trong hệ thống nước xanh ưng ấu trùng các loài tôm, cá với tác dụng ổn định môi trường, hạn chế sự tạo thành các hợp chất độc hại. Và đặc biệt, Laurella có khả năng sản sinh ra laurellin là một hợp chất từ các axit béo có khả năng hạn chế sự phát triển của một số vi khuẩn ram dương và ram âm. Tảo Laurella còn chứa chất tăng trưởng CGF, Laurella Growth Factor. CGF là một chuỗi peptide nucleotide được sản sinh ra và giúp cho Laurella tăng khả năng quang hợp, phát triển nhanh chóng, có hiệu quả kích thích tăng trưởng, phục hồi sau bệnh. Theo báo cáo của Hashigawa và Cộng sự năm 1994 và Kim và Cộng sự năm 2008, Laurella còn có khả năng chống ung thư, chống oxy hóa, có tác dụng làm sáng da và được sử dụng như một thực phẩm chức năng. Đây cũng là nguồn nguyên liệu trong sản xuất dầu sinh học. Ngày nay, nhóm tảo Laurella đã và đang được nghiên cứu rộng rãi để ứng dụng vào đời sống. Tảo Laurella đã được phân lập, nuôi cấy trong phòng thí nghiệm và nuôi sinh khối để phục vụ cho quá trình nghiên cứu cũng như sản xuất giống thủy sản.
Nuôi tảo Lorella ở độ mặn 10 phần ngàn có thể đạt mật độ 31,17 x 10 mũ 6 tế bào trên ml. Trong điều kiện nuôi quang dị dưỡng ở độ mặn 25 phần ngàn, tảo Lorella có thể đạt mật độ trung bình đến 106,53 cộng trừ 0,69 x 10 mũ 6 tế bào trên ml sau 11 ngày. Qua video tảo Lorella giúp chúng ta hiểu hơn về đặc điểm môi trường sống, thành phần dinh dưỡng và ứng dụng của tảo Lorella. Chúng đóng vai trò là nguồn thức ăn mang giá trị dinh dưỡng cho các ấu trùng thủy sản và sức khỏe con người. Bên cạnh tảo Lorella, một số loài tảo khác cũng đóng vai trò rất quan trọng trong ương nuôi ấu trùng động vật thủy sản. Mời các bạn theo dõi phần tiếp theo để cùng Bình Minh và Trường Thủy Sản Trường Đại học Cần Thơ khám phá thêm về những lợi ích và ứng dụng của tảo đối với nghề nuôi trồng thủy sản. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ 1900 866 636. Xin cảm ơn bà con.